Bài pháp này là ánh sáng con đi, mẹ hãy theo con niệm Phật A Di Đà, niệm A Di Đà niệm mãi mãi không quên, đến khi qua đời mẹ được về cõi Tây Phương. Một kiếp người rồi sẽ chóng qua mau, tội phước đâu ai chịu nhận thay cho mình, lúc nào luân hồi nghiệp đó không sai, phước sanh cõi trời tội kia phải mang đọa đày. Mẹ ơi mẹ hãy nghe đây, những điều Phật thuyết trong kinh Di Đà hướng về phương Tây. Chừng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà. Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ. Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài khởi lòng vui sướng nhớ nghĩ không quên, đến khi qua đời hoa sen muốn cánh về nơi tịnh độ. Cõi A Di Đà đã lìa tứ sinh, sống trong vui sướng không còn khổ đau. Muốn được giáng sanh Tây Phương nhiệm màu, một lòng tin tưởng tâm chẳng nghi nan, phát tâm vô thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một kiếp người rồi sẽ chóng qua mau, tội phước đâu ai chịu nhận thay cho mình, lúc nào luân hồi nghiệp đó không sai, phước sanh cõi trời tội kia phải mang đọa đày. Mẹ ơi mẹ hãy nghe đây, những điều Phật thuyết trong kinh Di Đà hướng về phương Tây. Chừng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà. Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ. Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài khởi lòng vui sướng nhớ nghĩ không quên, đến khi qua đời hoa sen muốn cánh về nơi tịnh độ. Cõi A Di Đà đã lìa tứ sinh, sống trong vui sướng không còn khổ đau. Muốn được giáng sanh Tây Phương nhiệm màu, một lòng tin tưởng tâm chẳng nghi nan, phát tâm vô thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.